Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều, kính thưa bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thương thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn thương thương Du Danh. Du Danh đang đứng trong rừng cây ăn trái, mà rừng cây ăn trái bây giờ đã báo hiệu mùa xuân. Những bông hoa của những trái cây nó sẽ trổ trái và bắt đầu nó sẽ trổ bông, và mùi thơm phức của nó các bạn nhìn thấy, dù rằng không khí lạnh bên ngoài nhưng mà bông hoa vẫn trổ báo hiệu cho mùa xuân đã đến. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên người thân của chúng ta. Nói đến ngày cuối tuần thì lần lượt Du Danh sẽ chia sẻ tin tức về tình hình thế giới hiện nay cũng như ở tại Ukraine đang nóng bỏng. Ây cha, nhiều tin tức đang sôi động, phải nói là cực nóng chưa từng có với những gì mà lực lượng quân đội Ukraine làm được ngày hôm nay. Và dù rằng Ukraine đang gặp khó khăn về vấn đề đạn pháo, chưa thể phản công, nhưng nói sự chiến thắng của Ukraine dồn dập làm cho Putin phải nói là nhức óc nhức đầu, khó có thể diễn tả được những gì mà các báo chí bình luận mới nhất ngày hôm nay. Thì đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, đó là lời của Tổng thống Zelensky, ông viết ở trên Telegram. Ông tuyên bố mới vừa nhận hai tổ hợp hệ thống lá chắn tối tân, nhưng không nêu rõ là tên tuổi của nó, loại hệ thống lá chắn loại nào. Nhưng Tổng thống Zelensky ông cho biết với hai hệ thống này có thể là bắn hạ tất cả các đối thủ ở tầm xa cũng như luôn cả tầm trung. Nhưng nó không phải là hệ thống Patriot, và loại hệ thống chùm sắt này của ai sản xuất? Tổng thống Zelensky ông không nêu chi tiết, nhưng ông khẳng định một điều là với hai tổ hợp hệ thống lá chắn mới nhất mà Ukraine mới vừa nhận có thể là hạ gục tất cả, từ máy bay và lẫn cả tên lửa của Nga tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Đó là qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky ông mới vừa tuyên bố mới nhất, ông viết ở trên báo Telegram. Và một trong tin tức thứ hai chấn động cho Nga từ báo Kyiv đã đăng tin về sự thiệt hại của Nga mà Ukraine đã tập kích vào Ukraine, vào lãnh thổ của đất nước Ukraine ở tại đảo Khima vào ngày 1 tháng 2 của năm 2024. Nga thiệt hại đáng kể chưa từng có, nói đợt tập kích vào sân bay Benbet của Nga. Sân bay Benbet là một trong sân bay lớn ở tại đảo Khima, phá hủy 3 máy bay Su-24 và một tướng lãnh của Nga đã tử vong, cũng như trong cuộc tập kích này là luôn cả 12 sĩ quan theo tướng lãnh thuộc hệ thống phòng không ở tại đảo Khima đã thiệt mạng. Trong con số này, theo tin tức từ Kyiv đã nhận định cho rằng là tướng lãnh của Nga đã chết. Đó là thật sự không thể chối cãi được. Nga chưa tuyên bố về sự vụ là tập kích ở tại đảo Khima, tướng lãnh của Nga đã thiệt mạng với tàu mang tên lửa hậu vệ của Nga cũng đã bị phá hủy ở ngoài khơi đảo Khima mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy, nói việc cơ sở hạ tầng ở tại đảo Khima, từ sân bay và lẫn cả máy bay và nhiều thiết bị khác đã bị lực lượng quân đội Ukraine tập kích vừa qua, hầu như phá hủy tê liệt đến 60%. Về vấn đề tình hình chiến sự mà Ukraine đã nhấn chìm ở bên trong đảo Khima bằng hỏa tiễn Tom Sader và lẫn cả hỏa tiễn của Pháp ở tầm bắn 150 cây số, đạt kết quả thành công từ máy bay Su-24 của Ukraine đã tập kích và lẫn cả máy bay không người lái. Vì vậy, nói sự thiệt hại ở tại đảo Khima trong ngày 1 là Nga thiệt hại con số trên dưới. Như vậy, tính tổng số
có thể là khoảng hơn 100 triệu đô la từ 3 chiếc máy bay Su-24, và nhiều khí tài quân sự cũng như tướng lãnh của Nga đã thiệt mạng ở nơi đây. Đó là chi tiết về báo Kyiv. Riêng về Bộ Tham mưu của Ukraine nhận định cho rằng từ Bộ Tư lệnh Phòng không, Ukraine xác định rằng là việc tấn công của chúng tôi đã đạt đúng mục tiêu. Nhưng cụ thể Nga không thông báo cũng như thiệt hại của Nga ở tại đảo Khima ra sao. Đó là chi tiết về tình hình mà ở tại đảo Khima. Riêng về ngày hôm nay là một trong tin nóng bỏng sôi nổi nhất, kính thưa bạn, ở trong lãnh thổ của đất nước Nga, một trong nhà máy lọc dầu lớn nhất của đất nước Nga là đã bị máy bay không người lái tập kích, và những tiếng nổ rang làm rúng động cả một thành phố của khu vực này. Đặc biệt nhất đó là nhà máy lọc dầu lớn nhất Volgograd của Nga đã bị phá hủy ở một khu vực. Theo tin tức từ người dân đã có mặt tại hiện trường đã cho biết, nó khu vực hiện tại đã cháy lan ra ngoài hơn 300 mét vì dầu hỏa đã tràn. Nhà máy lọc dầu này đã sản xuất dầu hỏa hàng năm lên tới là 14.000 tấn dầu, là một trong con số khổng lồ. Đến 14 triệu tấn dầu hơn dầu hàng năm. Đây là mục tiêu của Nga để sản xuất dầu hỏa bán cho các quốc gia khác lên tới 30%. Vừa qua Putin đã ra lệnh là tất cả các máy bay cũng như hệ thống phòng không hãy đặt ở trong trọng tâm những kho trung tâm dầu hỏa và luôn cả nơi sản xuất dầu hỏa, và tuyệt đối không cho bất cứ một máy bay nào được lọt vào khu vực phạm vi này, lọt vào bắn hạ hoàn toàn. Thì hôm nay đã bị tập kích kho dầu hỏa và nơi sản xuất dầu hỏa để lọc dầu nơi đây không phải là lần thứ nhất, mà là trước kia Ukraine đã bắn hụt. Lần này Ukraine rút kinh nghiệm và chắc chắn đã tập kích trúng ngay mục tiêu và làm cho nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động, bị thiệt hại nặng nề. Thì chi tiết các báo chí nhận định, đặc biệt nhất là Nga, ở tại thành phố này, Nga lần đầu tiên xác nhận là vụ tập kích vào nhà máy lọc dầu gây thiệt hại đáng kể. Người dân thì cho rằng nói đến là hàng chục tiếng nổ đang nổ rang ở tại nhà máy lọc dầu, làm rúng rính cả thành phố. Một sự rung chuyển mà người dân ở tại nơi đây tán loạn, và họ hầu như không còn tinh thần cũng như không còn biết được chuyện gì sắp đến, mà là một cuộc chiến tranh đang đến với đất nước Nga. Thì sau khi những quả cầu lửa ở tại kho dầu bốc cháy, nổ tung và lan rộng khắp nơi, vì vậy xác định rằng là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga đã bị tập kích. Thống đốc của bang này hiện nay đang báo động và kêu gọi đến các đội cứu hỏa hãy đặt ở trong cái tình trạng là báo động, và hiện đang bao phủ nhà máy lọc dầu vẫn còn đang tiếp tục cháy và cháy ngùn ngụt một cách đáng sợ. Nhưng ngược lại về báo chí của Nga, theo báo chí bộ phòng của Nga đã đăng tin rằng là tất cả các hệ thống máy bay không người lái đã tấn công vào nhà máy lọc dầu Volgograd. Chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn tất cả các máy bay không người lái, không thiệt hại về người cũng như không có hư hại gì nặng nề ở tại nhà máy này. Nhưng dầu thì vẫn cháy. Ukraine chơi sang giúp đỡ cho người dân ở tại tỉnh lỵ này, đốt lửa để người dân sưởi ấm bằng dầu hỏa. Putin tức giận và nổi cơn điên. Hiện tại thì theo các báo chí bình luận cho rằng sự thiệt hại của nhà máy lọc dầu này có thể lên tới là 40%, và nhà máy lọc dầu có tiếp tục
hoạt động nữa hay không, và nếu hoạt động phải chờ mất thời gian dài lắm kính thưa bạn, trong khi nó thư rồi mà chỉ là chữa lửa thì chưa xong, mà khi chữa xong rồi thì chắc chuyện gì sắp đến khó có biết được về vấn đề ở tại đất nước Nga qua những gì các báo chí bình luận, và ở tại đất nước Nga ngày hôm nay cũng như người dân của Nga đã lên tiếng. Thì bằng chứng cụ thể cho thấy với lời của Bộ phòng Ukraine đã công bố gửi một thông điệp cho Putin và Putin sẽ đến, đã đến tay Putin, và bây giờ bắt đầu Putin đã nhận được quà. Ây cha, xem bộ tình hình càng lúc càng căng thẳng cho Nga trong giai đoạn sắp tới này. Riêng về chiến sự ở tại miền Đông cũng như luôn cả miền Nam Ukraine hiện đang diễn ra 24 giờ. Thì phải nói hiện tại ở tại Arinka cũng như khu vực Kupine, Gobotina và Liman cũng như Kharkov, Nga đang gây áp lực và tấn công dồn dập vào lực lượng quân đội Ukraine. Lực lượng quân đội Ukraine thì bắt buộc phải bảo vệ ở tại Arinka và nhiều mặt trận khác. Hiện nay ở trong vòng dây mà Nga đang bao vây Ukraine ở tại Arinka, nhưng lực lượng quân đội Ukraine cho biết rằng chúng tôi đã đẩy lùi tất cả các đợt tấn công của Nga. Nga thiệt hại con số rất nặng nề với hiện tại ở Arinka. Riêng về tình hình ở Kharkov, Nga cũng bao vây và tìm một cách để chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine. Trong tình thế Ukraine đang gặp khó khăn về vấn đề mặt khí tài quân sự mà Hoa Kỳ đã ngừng hỗ trợ cho Ukraine về đạn pháo. Chiến lược của Ukraine hiện nay thì theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông nhận định cho rằng chúng tôi bắt buộc phải thay đổi chiến lược, và chiến lược của chúng tôi có thể đạt được mục tiêu thành công trong mùa xuân năm nay vì chúng tôi đang thiếu thốn đạn pháo. Trong khi Nga bắn 10.000 quả, chúng tôi bắn chỉ được 2.000 quả vì thiếu thốn vũ khí và đạn dược không thể cung cấp đủ kịp thời cho Ukraine. Chúng tôi phải chờ đợi từ Liên minh NATO để hỗ trợ loại vũ khí đạn pháo, đạn 105 ly và nhiều loại vũ khí khác. Nhưng cái thời gian chờ đợi có thể là rất chậm trễ theo những gì từ Ukraine đã thông báo. Thì tình hình hiện tại nói về các mặt trận hiện nay ở miền đông Ukraine, Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ dù rằng bị kìm hãm ở cách đáng sợ chưa từng có. Nhưng theo tin tức từ quân đội miền đông Ukraine cho rằng chúng tôi sẽ giữ vững được và chúng tôi quyết tâm bảo vệ theo những gì từ mặt trận miền đông Ukraine đã cho biết. Riêng về tình hình ở miền nam Ukraine hiện nay, từ thành phố Kherson, Zaporizhia, thì Nga bắt đầu chi viện quân đội của Nga, số quân dự bị hơn 70.000 quân cập theo con sông ngàn Dnipro, mà chiến lược của Nga thay đổi chiến lược. Thì theo tin tức từ Ukraine ở miền nam, từ Kherson, Zaporizhia nhận định cho rằng Nga thay đổi chiến thuật, tình hình càng phức tạp và chúng tôi tìm cách để phá vỡ ở mặt trận này. Mặt trận này dù cho Nga có thay đổi chiến thuật và chiến lược của Nga, nhưng chúng tôi vẫn thay đổi được. Chúng tôi vẫn đạt được mục tiêu thành công vào mùa xuân năm nay mà chúng tôi phản công trong những ngày sắp tới. Qua những gì các báo chí bình luận cũng như từ lời tham mưu trưởng của lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, thì nói chiến sự mà Nga đã thiệt hại ở mặt trận miền đông Ukraine với đoạn đường biên giới dài 1.000 cây số hiện nay, như lời của Tổng thống Zelensky, ông viết ở trên Facebook của ông. Ông nhận định cho rằng chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng chiến lược của chúng tôi đạt được thành công. Chúng tôi không thua Nga cũng như nhiều mặt mà chúng tôi hiện đang đạt được. Chúng tôi sẽ bào mòn và đánh sâu từ ở bên trong của Nga. Nếu như Putin chịu chơi thì hãy tiếp tục chờ xem lực lượng quân đội của chúng tôi bắt đầu sẽ phá hủy từ ở trong cơ sở hạ tầng của Nga ở tầm xa 2.000 cây số. Qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông tuyên bố tức là kế hoạch của Ukraine đã có phương hướng kế tiếp, một phương hướng mà đào sâu từ ở bên trong của Nga, phá hủy ở nơi đây và làm cho tê liệt về hạ tầng cơ sở, nhiều mặt khác. Theo các báo chí bình luận dẫn lời qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở tại Ukraine diễn biến 24 giờ mà từ Ukraine và các báo chí bình luận. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức
tại Nga. Nga hôm nay thì phải nói là quá nhiều tin tức, mà những tin tức của Nga là hãy nói là chát chúa lùng bùng hai lỗ tai. Đầu tiên Diêu Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến là cuộc chiến hiện tại, qua lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Shoigu lên tiếng cho biết, nó một tháng qua, lực lượng quân đội Ukraine đã thiệt hại quá nặng nề. Con số lên tới là hơn 30.000 quân. Từ đầu cuộc chiến cho đến nay là quân đội của Ukraine đã thiệt hại. Như vậy là 500.000 quân. Trời trời, nghe nói xong xuôi dựng tóc gáy luôn. 500.000 quân Ukraine lấy lính đâu nữa đánh ông nội. Ông nói chuyện này vậy nó không đúng. Qua những gì các báo chí bình luận cũng như lời của Bộ trưởng Bộ phòng của Nga năng nổ hôm nay và phát biểu cho rằng với tình cảnh hiện tại, lực lượng quân đội Ukraine đang cạn kiệt vũ khí và cũng như phương Tây không hỗ trợ, phương Tây đã bỏ rơi. Chúng tôi lượng cơ hội này và chúng tôi tiếp tục tấn công, đặc biệt nhất là miền đông Ukraine hiện tại mà lực lượng của Ukraine đã thiệt hại là trong tháng vừa qua đã phá hủy như vậy là một tổ hợp hỏa tiễn HIMARS và một tổ hợp Patriot đã phá hủy hoàn toàn, cũng như hàng trăm xe tăng và khí tài quân sự lên tới hàng ngàn lượt mà Nga đã phá hủy ở tại chiến trường Donetsk, Andriyevka, Bakhmut, Govine, Kupiansk, Liman và nhiều khu vực khác ở miền đông. Nga muốn chiếm cho bằng được ở miền đông, lý do là để bảo tồn cũng như giữ vững được tuyến phòng thủ và hệ thống giành đai bảo vệ đất nước Nga, đó là hai tỉnh lỵ Lugansk và Donetsk. Nhưng Nga dồn dập tấn công không đạt được thành công vì những gì mà Nga đã thất bại. Nga không nêu ra lý do về xe của Nga đã bị hư hại, đã bị Ukraine nướng cháy lên tới trên dưới hơn 600 chiếc, mỗi ngày hàng chục chiếc ở mặt trận này. Nga không nói, nhưng nói về mặt mà Nga phá hủy hỏa tiễn HIMARS cũng như Patriot thì theo các báo chí bình luận nói, chiến thuật của Ukraine để bào mòn về vũ khí của Nga, nói đến một hệ thống HIMARS hay là Patriot bằng keo su, Ukraine đã bỏ ra 10.000 đô la để làm bằng keo su, cũng như thiết bị định vị và luôn cả radar, luôn có màn hình. Hình ảnh có thể y như là sự thật mà hỏa tiễn HIMARS hay là Patriot đang hoạt động và đang đánh chặn. Vì vậy, với tên lửa và máy bay không người lái chỉ điểm nhấn thẳng vào đây và tấn công, thì mỗi một trái tên lửa của Nga, cái giá thấp nhất là 1 triệu đô la. Theo các báo chí bình luận, đó là cái giá rẻ bỏ túi 1 triệu đô la, nhưng trong khi Ukraine chỉ bỏ ra 10.000 đô la và hệ thống chung quanh có thể ngăn chặn và phá hủy, đối phương cũng có thể làm y hệt như đó là sự thật. Qua những gì mà các báo chí bình luận thì Bộ Quốc phòng của Nga đã công bố là phá hủy hệ thống HIMARS và Patriot. Ukraine chỉ có 6 hệ thống Patriot từ trước tới nay. Bây giờ theo lời của Tổng thống Zelensky nhận thiệt thêm 2 hệ thống là 8 hệ thống, còn lại là Iris hay NASAM, NASAM 2, NASAM 3 với những loại vũ khí cũ kỹ này từ Hoa Kỳ hỗ trợ. Vì vậy, nói việc mà Nga đã phá hủy hệ thống HIMARS hay là Patriot là tất cả đều là đồ giả. Nga chưa có thông báo điều đó, cũng như các báo chí Nga chưa bình luận. Một trong tin tức thứ hai là vấn đề Putin. Putin lên tiếng cho biết, nói với việc vũ khí của phương Tây, đặc biệt nhất là NATO, dởm, ỏi, không có hiện đại, không có bằng vũ khí của chúng ta, mà Putin phát biểu cuộc họp ở tại Điện Kremlin. Putin lên tiếng cùng với Bộ Quốc phòng cũng như luôn cả Quốc hội của Nga. Putin cho biết, nói hiện nay về chiến lược, vũ khí cũng như cuộc chiến tranh ở tại Ukraine, chúng ta bắt đầu đã hiện đại vũ khí. Bằng chứng cụ thể là chúng ta sản xuất xe tăng, vũ khí, tên lửa của chúng ta làm cho đối phương phải nói là tê liệt. Luôn cả NATO và Hoa Kỳ phải cúi mặt
sợ trước sức mạnh vũ khí của Nga. Bây giờ không lẽ chả tổng thống mà chả nói ờ trời ơi, vũ khí mình dở bẹt, tệ muốn chết luôn, đánh trật lất, thậm chí máy bay rơi ở mang còn phải rơi bom, tên lửa còn phải rơi xuống, và thậm luôn cả S-300, S-400 bắn lên, gù quay đầu trở ngược, trở lại, hỏi về, trả về chủ cũ của mình. Thì Putin nếu nêu ra vấn đề này thì quá nhục nhã, Putin đành phải chê bai cái vũ khí của NATO và Hoa Kỳ là vũ khí tệ, không so sánh được, không chạy đua được cuộc vũ trang như Nga ngày hôm nay qua lời phát biểu Putin. Điều đặc biệt hơn đó là lời của Jimmy Medvedev đang gửi một thông điệp đến Liên minh NATO là NATO đừng đùa với lửa với cuộc chiến ngày hôm nay. Hiện nay Nga không muốn một cuộc chiến tranh đối đầu trực diện với NATO, nhưng NATO đừng đùa với lửa, tạo sức ép để tấn công cũng như những cuộc tập trận đe dọa đến đất nước Nga, đặc biệt là vùng biên giới giữa quốc gia ở vùng Baltic và luôn cả Phần Lan. Với tình hình hiện tại mà NATO đang mở cuộc tập trận rầm rộ lớn nhất ngày hôm nay là một cuộc đe dọa để khiêu khích một cuộc chiến tranh, đó là NATO. Chúng tôi sẵn sàng hủy diệt châu Âu với những ngọn lửa mà chúng tôi đang đã có, và chúng tôi sẽ sẵn sàng thiêu đốt. Đừng đùa với chúng tôi, đùa với lửa, châu Âu sẽ bị thiêu rụi, qua lời phát biểu của Jimmy Medvedev với lời đe dọa. Thì vào thời điểm này, phát ngôn nhân của Nga, ông Peskov, tiếp tục lên tiếng. Ông Peskov cho rằng, thời gian gần đây, khi bắt đầu mở cuộc tập trận, thì Liên minh NATO liên tục để vận chuyển khí tài quân sự và hạ tầng quân sự đến sát biên giới của Nga là một sự đe dọa đang khiêu khích với đất nước Nga. Và tình hình Nga đang đặt ở trong cái tình trạng báo động, đặc biệt nhất là vùng biên giới giữa Phần Lan cũng như ba quốc gia ở vùng Baltic mà chúng tôi đã nêu ra nhiều lần. Nếu như Hoa Kỳ và lẫn cả NATO tiếp tục đe dọa, chúng tôi sẽ có hành động. Những hành động của chúng tôi thông báo trước qua lời phát biểu của ông Peskov. Thì tình hình hiện nay, như các bạn đã thấy, nói đến việc về NATO mở cuộc tập trận là một sự đe dọa đến nước Nga. Nga phải nói đang hốt hoảng. Dù rằng Putin đã nhiều lần lên tiếng là không muốn chiến tranh với Liên minh NATO, nhưng NATO thì bảo vệ với tình hình hiện tại đang rơi ở trong cục diện hơi bị tồi tệ trong năm 2024 này. Qua lời phát biểu của Putin vừa qua, cũng như cái nhận định về các báo chí bình luận về việc mà Putin xâm lăng thêm lãnh thổ của đất nước Ukraine, đặc biệt nhất trọng tâm của Putin đó là tỉnh Kharkov, miền bắc của đất nước Ukraine. Ukraine muốn mở rộng chuyến tuyến, mở rộng để ngăn chặn tầm hỏa tiễn tầm xa của Ukraine tấn công vào tỉnh Bengut. Nơi đây là nơi lập dùng điểm để bảo vệ đất nước Nga. Nếu như chiếm được tỉnh Kharkov là tỉnh Bengut, không phải lo lắng cũng như hút tầm hỏa tiễn tầm xa mà Ukraine đã sản xuất, đã có thể bắn tới tỉnh Bengut. Đó là theo lời phát biểu của Putin. Thì điều đặc biệt thêm nữa ngày hôm nay nói đến an ninh của Ukraine, nhận định cho biết nói chúng tôi đang sản xuất hỏa tiễn tầm xa với tầm định vị lên tới là 1.000 cây số. Tỉnh Bengut không phải là mục tiêu chúng tôi, mà chúng tôi nhắm thẳng vào Điện Kremlin, nhà ở của Putin. Lúc đó Nga sẽ chờ xem những gì hành động của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng vũ khí phương Tây, vũ khí của chúng tôi đã có, và chúng tôi sẽ quyết tâm đánh bại quân Nga trong năm 2024 này, từ Bộ An ninh của Ukraine đã thông báo. Thì các bạn thấy hai bên hiện nay đang đấu đá với nhau khốc liệt, dùng dao to bố lớn và xích kịch với nhau quyết liệt trong năm 2024 này. Với đầu năm thì chúng ta đã thấy bao nhiêu chuyện xảy ra, và trong bước vào tháng 2
thì Ukraine tấp nập phản công từ ở trong lãnh thổ của đất nước Nga, làm cho Nga thiệt hại quá nặng nề. Nói về tướng lãnh của Nga thì phải nói là thôi vô số kể đã hạ gục, y hệt như cấp chỉ huy của Hamas mà lực lượng Do Thái đang hủy diệt hôm nay ở tại dãy Gaza. Tình hình Nga trong năm 2024, và cũng như các báo chí bình luận cho rằng năm 2024 là có thể một năm quyết định, sau khi đó đàm phán. Và nếu như không, Ukraine chưa đạt được mục tiêu thành công, cuộc chiến sẽ còn kéo dài và Nga sẽ rơi vào tình thế kiệt quệ. Đó là những gì các báo chí bình luận về tình hình ở Nga hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại châu Âu. Nói một trong tin tức châu Âu thì cũng đáng mừng cho Ukraine là Bungary bắt đầu vận chuyển thêm 100 xe bọc thép cho Ukraine, với loại xe bọc thép cũ kỹ nằm ở trong kho và hết thời hạn. Hôm nay thì Bungary lên tiếng cho biết, chúng tôi vận chuyển 100 xe này cho Ukraine nhờ vào một quốc gia đồng minh của Ukraine hỗ trợ, cũng như đại tu, sửa chữa và lắp ráp lại trở thành xe lớn, xe mới hoàn toàn. Và thời gian đại tu có thể trong vòng 2 tháng, Ukraine sẽ có được 100 xe này. Vừa qua chúng tôi đã hỗ trợ cho Ukraine 100 xe đã đại tu hoàn toàn. Bây giờ 100 xe còn lại, cũng như tất cả những đống thép dụng mà chúng tôi đã có, chúng tôi sẽ giao tất cả cho Ukraine. Ukraine có thể tùy tuyển để thay thế, sửa chữa mọi hình thức. Qua lời phát biểu của Tổng thống Bungary, ông đã tuyên bố, kính thưa bạn, thì các bạn biết nói quốc gia của Bungary cũng là một trong quốc gia sản xuất vũ khí rất nhiều. Ngay bây giờ thì nhiều quốc gia đang hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt nhất là những quốc gia ở châu Âu, nằm trong Liên minh châu Âu. Từ vũ khí cũ xa xưa, bây giờ thì họ đã dẹp hết, họ không sử dụng vũ khí của Nga nữa. Tất cả đã giao cho Ukraine, để Ukraine tiếp tục tạo thêm cơ hội và cũng là một vũ khí để tấn công cho Nga. Tình tiết hiện nay là châu Âu đang hỗ trợ cho Ukraine nhiều mặt. Nói đến về Hungary, Thủ tướng Hungary, ông đang than phiền hôm nay, nói châu Âu chơi cái cú mà ổng phải nói là đau cả mình mẩy. Một người thì đập, một người thì xoa. Khi mà ông đã tuyên bố là ông ngăn chặn cái gói hỗ trợ 55 tỷ đô la cho Ukraine, đến cuối cùng thì bị Liên minh châu Âu đến 27 thành viên quốc gia đè đập ông một trận sâu nổi, và cuối cùng ông phải chấp thuận điều kiện đó và giao có khoản tiền 55 tỷ đô la cho Ukraine. Thời gian là 4 năm, nhưng ông nói dù rằng hiện tại tôi đã bị thất bại, nhưng tôi tin tưởng rằng tôi sẽ có hội để đạt được mục tiêu và những gì tôi đang ngăn chặn. Hiện tại thì theo giới chức của Liên minh châu Âu, đặc biệt nhất là giới ngoại giao, nhấn mạnh là giới Hungary, một điều: nếu như anh còn tiếp tục ngăn chặn và anh còn những cái yêu sách thối nát tồi tệ của anh, tôi sẽ không giải ngân cho Hungary và tôi sẽ đòi khoản tiền anh phải trả tức tấp cho tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cấm vận cả kinh tế của anh. Điều mà chúng tôi nói, chúng tôi làm cho ổng quê đầu xui cò luôn, không dám hó hé. Nếu như không giải ngân là một, đòi nợ là chết chắc. Bungary cái nước là hút cho rùa luôn, kính thưa các bạn. Bây giờ không có đường nào lựa chọn. Ai giật dây ở phía sau về vấn đề này, theo Cộng hòa Chéc đã nhận định rằng là hiện tại Hungary đã bị giật dây từ Nga và những người thân với Nga, và họ hiện đang eo sách và tiếp tay với Putin trong cuộc chiến này để cho Ukraine thất bại. Nếu như Ukraine thất bại, Nga chiếm được Kiev và đánh thẳng vào ở khu vực biên giới giữa Hungary và Kiev, thì Hungary sẽ mở cửa cho Nga vào cuộc chiến và bắt đầu mở rộng cuộc xâm lăng ở châu Âu, qua những gì mà giới chức của Tiếp Khắc
đã lên tiếng thì điều này báo chí đã có nhận định nói về vấn đề cha nội này từ lâu, đó là ăn cơm châu Âu mà thờ ma của Nga, kính thưa bạn. Vì vậy nó đến những việc mà những nhà lãnh đạo theo cái chủ nghĩa cộng sản cũng như chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa độc tài này nó hơi bị mệt lắm, nó đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ xem như là thủ tướng của Hungary bị ê mỏ, bầm dập, đánh dập dập rồi đâm nhốt. Chuyện này ở tại châu Âu đang diễn ra hàng ngày và tình tiết hiện đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có. Nói về nội bộ ở châu Âu cũng như riêng cả NATO, mà NATO đang kêu gọi hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa những gì các báo chí bình luận. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở châu Âu. Riêng về tình hình ở tại Trung Đông, nói đến chảo lửa Trung Đông, thì ngày hôm nay Hoa Kỳ đã bắt đầu mở mục tiêu tấn công vào sao Nguyệt của diễu binh cách mạng từ lực lượng dân quân ở Iraq và lẫn cả Syria lên tới 85 mục tiêu và 15 máy bay quân kích, trong đó có B-1B theo các báo chí bình luận và cũng như luôn cả từ Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin. Ông cho biết, ông nói hiện nay mục tiêu của chúng tôi là tấn công vào sao Nguyệt cũng như cơ sở hạ tầng từ kho vũ khí, tên lửa và các cơ sở chỉ huy của đối phương, đặc biệt nhất là vệ binh cách mạng Iran cũng như nhóm Hồi giáo cực đoan để chúng tôi đáp trả. Và đây chỉ là mới buổi ban đầu. Và chúng tôi sẽ tiếp tục oanh kích nhiều hơn nữa và ác liệt hơn nữa với các mục tiêu nói trên. Thì cũng lời của Tổng thống Biden, ông trả lời với các báo chí về cuộc oanh kích vào sao Nguyệt của lực lượng diễu binh cách mạng Iran và ở tại Syria cũng như luôn cả ở Iraq. Thì đây là chúng tôi chỉ mới bước đầu cuộc oanh kích và chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Thì theo tin tức cuộc oanh kích 85 mục tiêu ngày hôm nay thì các báo chí bình luận cho rằng là từ Ngũ Giác Đài đã nhận định là trúng ngay những kho vũ khí của đối phương, đó là lực lượng Iran, diễu binh cách mạng Iran từ ở Syria và lẫn cả Iraq, cũng như luôn cả một những mục tiêu Hezbollah và lẫn cả dân quân Hồi giáo cực đoan ở tại Iraq. Hoa Kỳ đã phá hủy hoàn toàn và tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa. Với lời phát biểu của Bộ An ninh Hoa Kỳ nhận định cho biết, cũng như trả lời với báo chí, đặt câu hỏi là quân đội của Hoa Kỳ có đổ bộ vào ở Iraq và Syria, nơi sao Nguyệt của lực lượng diễu binh cách mạng Iran hay không? Thì ông trả lời không. Nói hiện nay chúng tôi không phải là tìm kiếm mục tiêu để tấn công vào Iran, mà là chúng tôi chỉ đánh dập dập cho tê liệt. Chúng tôi phá hủy cơ sở hạ tầng. Đây là cú đáp trả mà đứng phía sau chủ mưu là vệ binh cách mạng Iran đã cung cấp vũ khí, tên lửa, máy bay không người lái tấn công vào quân đội Hoa Kỳ ở tại Jordan. Hiện tại chúng tôi chỉ làm những điều đó và chúng tôi làm cho tê liệt tất cả các cơ sở này, cho đối phương không còn đủ sức để phá hoại vào cơ sở quân sự của Hoa Kỳ như đồn trú ở Iraq, Jordan và Syria, theo lời phát biểu của Bộ An ninh Hoa Kỳ đã công bố. Tình hình hiện tại thì ngày hôm nay nói đến là Houthi và nhiều lực lượng đối phương đã đáp trả, luôn cả dân quân Hồi giáo ở tại Iraq cũng tấn công vào Hoa Kỳ nhiều mục tiêu từ máy bay không người lái và tên lửa. Đây là đáp trả. Điều đặc biệt hơn nữa với tình hình hiện tại là ở tại Trung Đông đang bước sang một giai đoạn cực nóng khi Hoa Kỳ bắt đầu đã hành động và tập kích tên lửa vào mục tiêu của
vệ binh cách mạng Iran từ Iraq lẫn cả Syria qua lời phát biểu của Tổng thống Iran. Ông mới vừa tuyên bố mới nhất. Ông nói là Hoa Kỳ đừng ép chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đáp trả không thương tiếc tới Hoa Kỳ vì chúng tôi không tìm mục tiêu tấn công vào Hoa Kỳ. Chúng tôi không đánh vào căn cứ Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ muốn ép chúng tôi, dồn vào chúng tôi đường cùng. Và cũng như sức ép này chúng tôi phải đáp trả thẳng thắn với Hoa Kỳ theo lời Tổng thống Iran ông tuyên bố. Thì không biết Iran sẽ đáp trả ra sao với tình hình chiến sự mà càng lúc càng đang căng thẳng ở mức cực nóng chưa từng có. Ngay bây giờ thì giới vệ binh cách mạng Iran, nếu như thật sự Hoa Kỳ đã phá hủy những kho tên lửa của vệ binh cách mạng Iran từ Syria lẫn cả Iraq, thì họ lấy đâu họ đánh? Chỉ còn duy nhất đó là từ tàu chiến ở ngoài khơi của vịnh Ba Tư hay là ở Biển Đỏ. Biển Đỏ thì Iran không có cửa để lọt vào đây, chỉ còn lại ở ngoài vịnh Ba Tư. Nếu như những trái tên lửa từ vịnh Ba Tư bắn vào thì cha chuyện của bộ càng lúc càng hơi nóng, kính thưa bạn. Bây giờ chỉ mới ấm thôi mà tới lúc mà đụng tới mà phỏng tay xèo xèo đấy hen, xem như Trung Đông trở lên bình địa và đất nước Iran sẽ ra sao theo những gì mà mục tiêu Hoa Kỳ đã tuyên bố. Và nếu như một cuộc lây lan rộng, Hoa Kỳ có tiếp tục tấn công vào Iran hay không, chuyện này khó nói, mà tương lai của nó đang đến gần với những gì mà các báo chí bình luận về tình hình hiện tại ở Iran. Riêng về lực lượng Do Thái và Hamas ở tại dãy Gaza thì hôm nay nó một trong tin tức là cũng đáng mừng là giữa Qatar, Hamas và Do Thái bắt đầu đang bước đến một cuộc đàm phán để thương lượng cũng như để ngừng bắn. Nhưng theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông cho biết ông đã việc ngừng bắn chưa có kết quả và chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, chúng tôi vẫn tiếp tục oanh kích vào sao nguyệt của Hamas ở tại dãy Gaza cho đến khi nào Hamas chấp thuận là thực sự trao trả 140 con tin. Hiện nay còn lại mục tiêu của chúng tôi luôn trọng tâm về 140 người mà Hamas hiện đang bắt giữ và chiến thuật của chúng tôi vẫn tiếp tục ở dãy Gaza với tất cả các hầm mê cung ở dãy Gaza. Chúng tôi sẽ tiến hành theo kế hoạch và chúng tôi không ngừng lại. Và còn lại vấn đề chiến sự giữa chúng tôi và Hezbollah cũng như lực lượng Houthi, dòng ngày hôm qua liên tục tấn công hàng loạt tên lửa rocket vào Do Thái, chúng tôi sẽ đáp trả một cách đích đáng với những gì theo lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu. Ông tuyên bố thì tình hình hiện tại như các bạn đã thấy nó cục diện ở tại Do Thái. Ai là đứng phía sau chủ mưu để cho cục diện ở tại Trung Đông càng lúc càng lây lan và ai có lợi nơi đây? Iran thì Iran phải nói đang hồi hộp và lo sợ trước tình thế này. Nếu như một cuộc chiến bước vào lan rộng mạnh ở Trung Đông thì lãnh thổ của Tehran có thể là ăn bom đạn và hỏa tiễn. Bình địa từ căn cứ quân sự của Iran, những kho tên lửa, máy bay và lẫn cả nơi chôn cất chất uranium để chế tạo thành một trái bom vũ khí hạt nhân. Điều này là các quốc gia đang trực hờ chờ đợi một cơ hội, đặc biệt nhất là từ châu Âu, Liên minh NATO, Do Thái, Hoa Kỳ. Hiện nay không có cớ để đánh ập vào Iran, nhưng nếu có cơ hội thì Hoa Kỳ sẽ phát động. Vì hiện tại theo các tin tức từ Hoa Kỳ là từ thượng nghị viện, hạ nghị viện và lẫn các tướng lãnh của Hoa Kỳ đang hối thúc ép Tổng thống Biden hãy mở một cuộc tấn công vào lãnh thổ đất nước Iran để cho Trung Đông được hòa bình. Ngày nào còn Iran còn dự trữ vũ khí tên lửa, còn sản xuất vũ khí tên lửa thì ngày đó Trung Đông không được hòa bình. Mà Trung Đông hiện tại theo chính sách của Iran là muốn mở rộng về đạo giáo cũng như làm bá chủ ở Trung Đông và Hoa Kỳ không có cửa
Nếu như Hoa Kỳ bị sức ép dồn dập mà Hoa Kỳ phải rút quân rời khỏi Trung Đông thì chẳng khác nào là Hoa Kỳ đang bại trận. Vì vậy, sự quyết định này là Hoa Kỳ phải tiếp tục cuộc chiến ở Trung Đông theo những gì mà các tướng lãnh và luôn cả các đại sứ của Hoa Kỳ từ thượng nghị viện, hạ nghị viện đã nêu lên vấn đề đề cập đến Tổng thống Biden. Không biết ông phải giải quyết ra sao trước tình thế này, và nếu như một cuộc quân kích này vẫn kéo dài như vậy thì không đạt đến mục tiêu mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Mục tiêu duy nhất đó là phải tấn công trực diện thẳng vào Iran, đó là mới giải quyết được vấn đề tình hình ở Trung Đông và luôn cả dãy Gaza. Hiện nay đó là các báo chí bình luận về đề cập đến sự vụ mà Hoa Kỳ quân kích các mục tiêu của lực lượng Hồi giáo ở tại Trung Đông. Thì theo lời phát biểu của Tổng thống Iran, ông sẽ đáp trả và ông thẳng thừ tuyên bố ăn thua đủ với Hoa Kỳ. Không biết đáp trả kiểu nào, chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Và Hoa Kỳ còn tiếp tục quân kích nữa hay không? Như lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ và luôn cả Tổng thống Biden nói, đây chỉ là mục tiêu ban đầu và mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục quân kích tùy theo thời gian cũng như cơ hội mà chúng tôi nắm được mục tiêu là bắt đầu chúng tôi quân kích. Đó là chi tiết về tình hình ở Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ. Kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại khu vực châu Á của chúng ta. Nói đến khu vực châu Á đang nổi cộm hôm nay, đặc biệt nhất là Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên mới vừa thử tên lửa đạn đạo và mang đầu đạn khổng lồ, có thể nói là một trong lần thử tên lửa của Bắc Triều Tiên lần này là lần lớn nhất chưa từng có. Theo ước tính, đầu đạn có thể lên tới 2-3 tấn và mang cả chất nổ để thí nghiệm. Thì Bắc Triều Tiên hiện đang lên dây cốt nóng và sự đe dọa tình hình ở khu vực châu Á và chuyện gì sắp đến giữa Nam Bắc Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng của Nam Hàn nhận định và theo dõi sát cuộc bắn tên lửa này và cho rằng đây là một trong tên lửa diệt hạm với hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Còn nếu như một trái tên lửa này trúng thì hàng không mẫu hạm sẽ bị chìm theo kế hoạch của Bắc Triều Tiên đã tuyên bố. Cũng như tình hình hiện tại, Bắc Triều Tiên hiện đang chuẩn bị một cuộc tập trận mới và hầu như dấu hiệu đó là đã chuyển khí tài quân sự nhiều mặt vào những vùng biển lân cận của Bắc Triều Tiên để bắn ra vùng biển ở ngoài khơi. Theo các báo chí chia sẻ thì không biết bao giờ Bắc Triều Tiên tập trận, nhưng tình hình hiện tại nó giữa Nam Bắc Triều Tiên đang nảy lửa và sự nóng bỏng của nó ác liệt chưa từng có. Đó là giữa Nam Hàn và Bắc Triều Tiên, kính thưa bạn. Còn riêng về đất nước Tàu Cộng, nói đến nhiều chuyện ở tại Tàu Cộng hôm nay, thì đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, lệnh của Tập Cận Bình và luôn cả Bộ Xây dựng đã tuyên bố là ngừng tất cả các hoạt động xây dựng cơ sở kinh tế từ các địa ốc, nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ngừng hoạt động tất cả 12 tỉnh và không được xây cất. Vì tình hình hiện nay nói đến kinh tế ở tại đất nước Trung Quốc đang bị bao phủ và một màu đen tối mà đất nước không phát triển được. Vì vậy là phải ngừng tất cả các dự án và luôn cả những công trình hiện đang xây cất hãy ngừng hoạt động. Nếu như tiếp tục hoạt động thì kinh tế của đất nước Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng lao đao và kiệt quệ khó có thể diễn tả được như những gì các báo chí đã bình luận về ở tại đất nước Trung Quốc. Lại cộng thêm vấn đề đau cổ họng nuốt như 10 cái lưỡi dao vào trong cổ họng đang đau đớn, mà bệnh viện ở đất nước Trung Quốc nhiều tỉnh thành hôm nay bị tê liệt hoàn toàn. Nói là nó không còn cái chuyện mà quá tải mà nó tê liệt luôn, người dân Trung Quốc phải nói là đang hoảng sợ. Và cũng như cái Tết ở tại đất nước Trung Quốc hiện tại ở thành phố vắng vẻ như bãi Sa Ma và hầu như không tiệm búa nào mở cửa, chỉ khoảng chừng 3-5% mỗi một tỉnh, một đoạn đường phố dài với tất cả các cửa hàng, những tạp bán tạp hóa
và nhiều nơi khác muốn đi mua đồ phải lội hàng 2-3 cây số mới có những tiệm đó để mua bán, nhưng hàng hóa lại không đủ, không giống như trước kia. Trước kia chỉ cần bước ra đường lối chừng 10 đến 15 mét thì ôi thôi quán xá đầy đủ, tiệm búa không thiếu gì. Bây giờ tất cả trở thành như cái chùa Bà Đanh vắng tanh. Tình hình hiện tại ở đất nước Trung Quốc đang báo hiệu là kinh tế sụp đổ, và hiện nay nó đến việc ở tại đất nước Trung Quốc là lệnh tất cả các bà phụ nữ cũng như các cô gái, bà nào mà phá thai sẽ bị án tử hình, vì dân số Trung Quốc đang sụt giảm cách đáng sợ. Thì chính phủ của Tàu Cộng bắt đầu ra thông báo và lệnh sẽ áp đặt bắt đầu từ tháng 6 của năm 2024, là lệnh là tất cả các bệnh viện và luôn cả người phụ nữ mang thai nếu phá thai là tội đi tù và có thể dẫn đến tử hình. Theo các báo chí Trung Quốc hiện đang loan tin về tin đặc biệt mới nhất ở đất nước Trung Quốc. Một trong tin tức thứ hai hôm nay thì Tập Cận Bình đã xuất hiện ở tại Thiên Tân. Sau nhiều ngày mà các báo chí đồn đoán là Tập Cận Bình đã bị ốm và xanh mét như tàu lá chuối, và cũng như mang chứng bệnh là ung thư tụy tỷ, thì bây giờ Tập Cận Bình xuất hiện ở tại Thiên Tân, nơi phồn hoa náo nhiệt. Thiên Tân này nổi tiếng về bánh bao thịt. Hãy nói một người có thể ăn cả 10 đến 20 cái. Tập Cận Bình nói, chê ta ốm quá hả? Tao thấy là tao ăn bánh bao cho tao mập, tụi mà biết. Tụi mà biết thế nào là nghe là tao có bệnh hay là không. Nhưng thật sự cái chuyến đi của Tập Cận Bình đến ở Thiên Tân thì chỉ muốn là đánh tan dư luận, đánh tan những tin đồn đoán mà các báo chí cho rằng là Tập Cận Bình đã mắc bệnh ung thư tuyệt tỷ. Điều này có đúng hay không? Thì nhìn qua báo chí cũng như Tập Cận Bình đi tham quan và cùng với phái đoàn ở Thiên Tân thì Tập Cận Bình không dám xuất hiện vào ban ngày mà xuất hiện vào buổi chiều mờ mờ ảo ảo, bóng tối với ánh đèn mờ ảo. Và Tập Cận Bình xuất hiện nơi đây và cũng như chuẩn bị Tết đầu năm của đất nước Tàu Cộng. Thì nhiều chi tiết khác các báo chí cho rằng là Tập Cận Bình có thể gắng gượng để đến nơi đây để đánh tan những dư luận, những gì mà các báo chí chia sẻ. Đó là tin tức đặc biệt về ở tại Tàu Cộng mà Tập Cận Bình xuất hiện ở Thiên Tân, cũng như nền kinh tế của Tàu Cộng trong năm 2024 và sau cái Tết của đất nước Trung Quốc, chuyện gì xảy ra đến người dân Trung Quốc và nền kinh tế của Trung Quốc sẽ như sao? Đó là các tin tức về báo chí bình luận vào ngày Tết ở đất nước Trung Quốc trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta. Nói đến tin tức Việt Nam thì cũng nhiều chuyện vui. Giữa Trọng Lú và Tập Cận Bình đã trao đổi thư riêng chúc Tết với nhau. Đây là thư riêng chứ không phải là thư công bố qua những gì mà điện thư đã gửi với nhau. Thì Tập Cận Bình hỏi thăm Trọng Lũ, sao rồi, sức khỏe ông ra sao, và trong năm mới chúc sức khỏe được khỏe mạnh. Hai bên trao đổi với nhau về chúc Tết cũng như nói về đất nước Trung Quốc và kinh tế làm ăn với nhau dân dân. Nhưng một trong bài báo bình luận về vấn đề thư chúc Tết giữa Tập Cận Bình vừa chế nhạo vừa bôi bác, và phải nói là cũng rất vui. Vui anh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn qua bài báo mà người ta bình luận ra sao. Thì Tập Cận Bình hỏi, ê Trọng Lũ, mày sao rồi, sức khỏe mày thế nào, nghe đồn đoán rằng là mày đã vào bệnh viện 108 ra sao, và bây giờ mày như thế nào, sức khỏe mày, mày cho tao biết với. Trọng Lũ nói, ôi bệnh già mà, lúc nào cũng vậy, lúc về lúc khác, lúc trồng lúc sụp, dở, khó biết được. Bây giờ cái tuổi của mình bây giờ hiện nay nó đang rơi vào ở trong cái tình thế mà không được ổn định mấy. Hiện tại thì vẫn nằm liệt giường, cũng cố gắng gán lết tới lết lui để cho người dân thấy được là cái Tết năm nay Trọng Lũ vẫn còn khỏe. Vì vậy Tập Cận Bình đừng lo, tôi muốn hỏi anh vậy chứ bây giờ cái dự vụ
mà những tin đồn đó ở bên ngoài các báo chí thuộc về cái dạng mà cái dạng bất hảo, những cái dạng mà nói xấu với đảng và nhà nước chúng ta ở hai bên, thì nói rằng anh Tập anh đã bị ung thư tận tủy, điều này có hay không? Nói ôi lo gì chuyện đó, tận tỷ tận tẹo gì, nó chỉ đồn đoán, nói là những người phản động thôi, đang chống đối chúng ta. Nhưng mà dù có hay không thì cũng chẳng lo ngại gì. Nhưng mà thật sự hay nói là hơi bị mệt. Với thời buổi hôm nay, về kinh tế khó khăn và sức khỏe của mình không còn như trước kia nữa, qua những lần đột quỵ ở tại Nga và nhiều chi tiết khác, theo các báo chí bình luận về lá thư riêng của hai người chia sẻ, thì bằng chứng cụ thể cho thấy là nói đến việc Trọng Lũ và Tập Cận Bình. Tại sao người ta cứ đề cập đến hai người này, mà hai người này thì thường xuyên trao đổi thư riêng với nhau, và chuyện gì của nó ở bên trong? Có sự than phiền này cũng như các báo chí bình luận về Tập Cận Bình bị ung thư và Trọng Lũ thì bị ngã bệnh. Trọng Lũ vào bệnh viện 108, còn Tập Cận Bình thì vào bệnh viện 301. Hai thằng giống nhau hết, đi chung một xuồng. Không biết là người nào một cuộc chạy đua vào âm phủ đầu tiên nhất. Theo các báo chí chia sẻ cho rằng nếu Trọng đi thì Tập cũng đi luôn, mà Tập đi thì Trọng Lũ cũng đi theo, vì hai người cùng một số phận, và số phận của nó đều chắc chắn rằng là không tốt lành cho hai nhân vật là u lì này ngồi mãi. Chế độ độc tài không thể tồn tại. Theo các báo chí chia sẻ thì Vô Danh chỉ chia sẻ cho vui cùng với tất cả các bạn qua những lời châm biếm. Cũng như nói cho Tô Lâm đừng đổ thừa nha. Đừng đổ thừa nó, ông Vô Danh này, ổng tào lao, ổng là kẻ phản động, chống phá lại đảng và nhà nước. Đảng nhà nước đâu có gì chống phá, chỉ là một danh đặc thôi. Nhưng các ông chống phá người dân thì báo chí người ta nói tôi chỉ là cái người không phải là nhiều chuyện, chuẩn bị năm mới tới nơi rồi, Vô Danh không phải nhiều chuyện. Mà ai không biết thì Vô Danh nói cho người ta nghe, ai hỏi tới đâu Vô Danh kể tới đó, để cho người dân hiểu là những gì mà người dân cũng như những nhà bất đồng chứng kiến đang phản ảnh với Đảng Cộng sản Việt Nam, giữa Việt Nam và Tàu Cộng. Riêng về tình hình Tết ở Việt Nam thì phải nói là đa số nhộn nhịp, tất cả các chợ hoa buôn bán, nhưng nhộn nhịp thiệt, với bông hoa nhộn nhịp chứ không phải là người mua nhộn nhịp. Theo những gì những người bán hàng bông hoa nói đến cảnh tượng mà công an ở Hà Nội, ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác đi lấy những cái trái mà để người ta trưng bán vào 3 ngày Tết, chỉ để xích ngoài lề đường một chút xíu, tới là chụp liền, vì nếu không chụp là chủ bán hoa sẽ dẹp vô trong, không thể lấy được. Và họ lấy những cây này để làm gì? Từ hoa đào, luôn cả những cây quýt hay là những trái tắc và nhiều loại trái mà để làm hoa quả để trưng. Kính thưa bạn, vào 3 ngày Tết, tại sao họ muốn lấy nhiều như vậy? Đem cả xe đến chợ, vì họ đem về cơ quan họ trưng, đem về nhà họ trưng. Vì vậy, nhìn qua hình ảnh mà người dân ở Hà Nội lên tiếng cho rằng đây là kẻ cướp, chứ không phải là bảo vệ khu phố, không phải là bảo vệ nơi buôn bán được tốt lành. Có lẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam và lẫn cả công an đang chướng mắt và thấy rằng ở Tết đến nơi, nó trưng bày nhiều quá, nó làm giàu, nó có tiền, tao phải hốt mớ, chứ nếu không hốt thì uổng lắm. Với những bông hoa, những ngày Tết nhộn nhịp này, thì người dân cần phải trồng hoa và mua từ ở những nơi mà người ta sản xuất, người ta trồng những bông hoa, những cây trái này, thì cái giá tiền cũng không phải là rẻ, kính thưa bạn. Nhưng về đây, chưa bán được chỗ nào, thì đã bị đám thị trường đến quơ hốt và dét. Lẽ ra họ để và sắp xếp cho người dân, cũng như khuyên người dân nên đặt ở trong cái lề, đừng đi ra ngoài xa quá, để cho người đi bộ hay là trưng bày cho nó đẹp đẽ. Ngược lại, họ không hướng dẫn điều đó, mà gặp là hốt, gặp là giật. Ây cha,
thì đường xá ngay bây giờ ở các tỉnh thành từ Hà Nội, Sài Gòn, người dân đông đúc để đi trở về quê ăn Tết, ì chà cảnh tượng kẹt xe. Nhưng mà hãy nói là càng kẹt bấy nhiêu thì giá xăng dầu lại tăng bấy nhiêu, cứ ở tại chỗ nhích 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 nhích, đi một đoạn đường chưa đầy 10 cây số mà tới 7-8 tiếng đồng hồ, quá xa xôi, một đoạn đường có thể lên tới trên trời. Vì vậy cảnh tượng mà kẹt xe cũng như rồi ùn tắc sẽ dẫn đến nhiều tai nạn, người thì muốn đi gấp, người thì muốn là vượt nhanh để đi về quê, từ đó xảy ra tai nạn càng lúc càng nhiều hơn nữa, mà Đảng Cộng sản Việt Nam không giải quyết được, hầu như năm nào cũng giống như năm nấy ở tại Việt Nam. Rồi cuối cùng 3 ngày Tết thì cũng không biết bao nhiêu người đoàn tụ gia đình, không biết bao nhiêu người vui vẻ, thì cũng không biết bao nhiêu người đã ngồi khóc với chồng con cháu chích của mình đã bị tai nạn tử vong ở ngoài đường, càng lúc càng nhiều ở Việt Nam, với những xe tải ép những xe nhỏ và nhiều chi tiết khác mà người dân ở Việt Nam đang than phiền hôm nay với những gì trong những ngày Tết cận đến. Và nhiều tin tức mà các báo chí cho rằng cái Tết năm nay ở Việt Nam hẳn là một cái Tết buồn bã, một cái Tết mà người dân hẳn là cảm thấy ảm đạm và khó khăn trùng trùng, đặc biệt nhất là với hộ nghèo, hộ cận nghèo, những người bán vé số. Hãy nói trước mắt là đầy dẫy cái cảnh khó khăn tìm kiếm cơm ngày hai bữa ở Việt Nam trước cái Tết hôm nay. Đó là tin tức ở tại Việt Nam. Vô Danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh, cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.